Rồi, xin chào bà con. Thì bữa nay tiếp tục chia sẻ dân bón phân cho lúa nè. Thì lúa này ba mấy ngày bà con ơi, này chắc bón thứ ba. Nói chung đất hai vụ bà con bắn bón sương sương không à. Công cắt 10 kg, 7 kg có. Đó. Thì vụ hai mà có chuột lấy gai à. Cắn nè. Cắn lấy gai. Lúa rất hai vụ, thì vụ đầu này, vụ đông xuân vụ đầu này thì lúa nó phát triển rất là tốt. Thấy bà con mình bón có công cắt có 10 kg à, gần 3 mét vuông có 10 kg à. Rồi có một số bà con cũng có bón 7 kg nữa. Nói chung dàn lúa này bón cử ba này rồi bón thêm cử bón đồng nữa thì cũng ok bà con. Ở đây cái chỗ lúa thưa mà thưa bà con mình xả lúa để hén cái chỗ mà nó thưa dừa thì nó rất là phát triển, mà nó thưa quá thì nó cũng không phát triển, mà nó dày quá thì nó cũng không phát triển, nó ngọt vậy, nó ngặt vậy đó. Thì lúa bữa nay ba mấy ngày cái đầu nó xuống màu nè đó. Nó xuống màu đầu tao bón dặm vô. Bón xong chưa chị? Dạ. Xong chưa? Chưa nè. Chị vợ anh Dũng hả? Dạ. Chị vợ anh Dũng phải không? Dạ. Ngoài. Dạ ông trong đó khác. Cái này lúa của chị bữa nay ba mấy ngày chị? Chủ ông đó nè. Dạ. Chị ba mấy ngày ở đây. Này em xả con loại một hết ta. NBK 2015 loại 1. Cái bao nó cũng thứ không ha. Hả? Bao thứ một ha. Thì cái này sẽ có thứ một mà con ơi. 2015. Đây. Xem cái bao. 2015. Có thằng nào ta? Hà Lan, để phân bón Hà Lan. Môi trường nào cây cũng chỗ bông. Đây phân bón Hà Lan 2015. Này, thì để quay vô trọng quay cái hạt phân cho bà con mình xem. Coi phân bón Hà Lan này nó sao. Thấy phân bón Hà Lan này chắc cũng cách 900 mấy triệu mấy á, chứ không dưới đâu. Thì thấy cái phân nó rất là chất lượng. Bón kali vô thì nó rất tốt cho lúa, cứng cây. Chị lặn xuống giờ giùm em cái. Đây là lưỡi ca này chắc 1 triệu mấy quá. Này thấy nó tốt, thấy tao bón rồi tốt lắm nè. Này NPK này kali đạm với lăng học vàng này nè. Này chắc cỡ 1 triệu mấy chục ngàn hoặc 1 triệu mốt. Này bón tốt lắm. Chắc cái này bón chắc công vô lắm 7 kg 8 kg gì ta. Cái miếng này như cái vụ này với cái miếng này miếng đó với miếng đó đó là 6 bao đó. Là nhiêu công ta? Nhiêu công 16 bao. Đó. Để em qua hỏi ổng thôi. Ông đó anh Dũng mà ta. Để qua hỏi ông chủ. Thì mới hỏi chủ đất rồi bà con ơi. Thì đây anh xạ là nó đối về giống thì xạ 20 kg trên gần 3 mét vuông, 20 kg giống. Còn đối về phân
đợt này là ánh xạ là 20-15 của Hà Lan đó, là một bao là 1.050.000, nó là 1.300 m² là 10 kg, 1.300 m² 10 kg nha bà con. Nói chung lúa vụ này nó bà con mình đừng có để cho cái màu nó xuống vàng quá, đừng có để ý là đất hai vụ á, rồi mình có hù sa cái mình bỏ cho nó vàng quá, vàng là không được nha. Cái gì cũng vậy, người ta mình cũng vậy, vừa trung bình vừa mệt mệt, ví dụ chuẩn bị mệt bà con mình uống thuốc vô trước đi, mà cái cơ thể mình nó có sức đề kháng, nó lướt bệnh rồi nó phát triển luôn, thì lúa cũng vậy, đừng có để cho mà nó mất sức quá, nó vàng quá rồi bà con mới tống phân vô là lúa nó sẽ thiệt thòi, nó mất cái năng sức. Nó tốt thì cho nó tốt luôn, nhưng mà đừng có cho tốt quá đó, mình làm lúa mình biết đó. Thì nó nói lúa này bón 20-15 vô là rất ok rồi. Mình mới hỏi anh chủ trên đó, anh bón 10 kg 20-15 cho 1.300 m² đó. Trên này theo chỉ đổ phân này, hai vợ chồng. Thì lúa đối với lúa này không biết ở đây chắc OM mà con ơi, ở đây thấy làm OM là thường vụ OM 18 á. Thì nói chung là cây như vậy cũng ok nè bà con. Cũng bự không có nhỏ. Đó. Nha. Cây nó bự nè. Đó. Nè. Cây này bón cử này với cái cử đón đồng nữa thì lên ok, tại vì cái mặt lỗ nó không có dày, nó trung bình. Cũng thưa mà kiểu như không phải thưa quá, nó trung bình ha. Cây rất là tốt. Đó. Đây chồng sao phân vợ đi ấy phân đổ vô tiếp chồng nè, hai vợ chồng. Thì chia sẻ cho bà con nha. Thì đó với phân này thì bón phân này là ok rồi, tại vì phân thường 20-15 thường thì cũng 900 mấy rồi, thằng này nó mắc hơn mấy chục à, mắc hơn mấy chục mà nó im hơn nữa. 20-15 của Hà Lan 1.050.000 nha bà con, bao 50 kg đó. Đó, thì chia sẻ cho bà con nha.